không cần tủ lạnh mà vẫn có nước mát, không cần ấm siêu tốc mà vẫn có nước sôi, thế thì chỉ có cây nước nóng lạnh Coex này thôi. Trắng thì hơn Ngọc Trinh, nhưng mà cao thì lại không bằng cô ấy. Công suất là 610W, làm nóng là 500W và làm lạnh là 85W. Ôi rất là nóng. Và nhiệt độ trên 90 độ C như thế này thì chúng ta có thể pha trà này, hoặc là pha cà phê hay là pha mì cũng được, rất là tiện lợi đúng không nào? Hoặc là máy cũng có thể cho ra ngay một ly nước mát dưới 10 độ C khi mà trời nóng như thế này. Hơn nữa, sản phẩm còn có bình chứa nước bằng inox 304 bền bỉ, hệ thống làm lạnh bằng máy nén cho độ lạnh sâu và hơn hết là rất tiết kiệm điện. Về độ an toàn của sản phẩm này thì rất ra gì và này nọ nhé. Trên vòi nước nóng thì có thiết kế khóa an toàn, không sợ trẻ nhỏ nghịch ngợm. Đặc biệt, sản phẩm còn tự ngắt điện khi nước đủ nóng lạnh, quá là tiện lợi luôn. Và đây mới chính là kho báu đây này. Đây chính là một khoang chứa rất là rộng, và ở đây thì có thể đựng ly tách rất là sạch sẽ và gọn gàng và bật mí. Kim Thảo nghĩ đây cũng là một nơi mà các anh chồng của chúng ta có thể giấu quỷ đen ngoài trong này. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất mà, đúng không nào? Đừng quên, sản phẩm đã có ở giỏ hàng ở phía bên dưới. Sắm ngay, sắm liền tay chứ còn chần chờ gì nữa.